biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất trong thời đại hiện nay. Dù là cá nhân hay doanh nghiệp, tất cả chúng ta đều cần phải thực hiện trách nhiệm của mình, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải quan tâm tới lợi nhuận kinh doanh. Có phải sẽ thật tuyệt nếu ai đó có thể giúp bạn giảm lượng khí thải carbon và giảm chi phí? Vâng, đó là công việc của chúng tôi. Chúng tôi là Cleantech Solar. Chúng tôi giúp đỡ các công ty như công ty của bạn biến mái nhà thành tài sản, tạo ra năng lượng mặt trời sạch. Điều thú vị nhất là chúng tôi đầu tư và bạn không phải bỏ vốn. Chúng tôi là chuyên gia về điện mặt trời và phần mái, vì vậy bạn không cần phải bận tâm. Vậy cách thức triển khai như thế nào? Rất đơn giản, chúng ta sẽ ký hợp đồng dài hạn. Bạn có thể tiết kiệm tiền bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời được tạo ra từ chính mái nhà của bạn. Đó là tất cả những gì bạn cần làm. Chúng tôi sẽ lo phần còn lại. Bạn không phải bỏ vốn đầu tư và hoạt động của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Đến đây, bạn có thể tự hỏi, liệu tôi có thể gặp rắc rối vào ban đêm hay vào một ngày nhiều mây không? Là không. Nguồn điện của bạn sẽ vẫn duy trì kết nối với lưới điện. Vì vậy, bạn sẽ vẫn nhận được nguồn điện đầy đủ từ mái nhà của mình. Bạn có thể chỉ cần ngồi một chỗ và theo dõi sản lượng năng lượng sạch của mình qua máy tính xách tay. Vậy nhược điểm ở đây là gì? Hoàn toàn không có. Chúng tôi còn giúp tạo ra sự khác biệt cho môi trường và lợi nhuận ròng của bạn một cách dễ dàng và an toàn. Câu hỏi cuối cùng là, tôi có thể đăng ký bằng cách nào? Rất đơn giản, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá phần mái nhà của bạn trong vòng vài ngày. Cùng với nhau, chúng ta có thể giúp các doanh nghiệp trở nên thành công và bền vững hơn.